Chào các bạn, tên tôi là Hải. Tôi năm nay được 20 tuổi, tôi là con người bình thường. Tôi có 10 ngón tay và 10 ngón chân. Tôi có chỉ số IQ bình thường, bài kiểm tra nào của tôi cũng cho kết quả như thế. Tuy vậy, tôi vẫn có điểm mạnh đó, là tôi khá đẹp trai. Tôi hay dành thời gian đứng trước gương ít nhất 3 lần một ngày để tự thấy mình đẹp trai đến nhường nào. Tôi sống trong đất nước hình chữ S có tên gọi là Việt Nam. Nó nằm trong khu vực Đông Nam Á và là nơi có 91 triệu người đang sinh sống và làm việc, đứng thứ 14 trong những nước đông dân nhất thế giới. Nơi tôi đang sống là thành phố Hồ Chí Minh, trước kia còn có tên gọi là Sài Gòn và nó vẫn còn được sử dụng. Nhưng tôi sẽ không đi vào chi tiết, bởi vì đó là một câu chuyện khác. Dù sao thì thành phố vừa chào đón McDonald's và Starbucks. Cả hai đều khiến thành phố trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều. Cảm thấy sức sống thành phố này mỗi ngày cho bạn cảm nhận được hơi thở cuộc sống rộn rã biết bao nhiêu. Cái điều mà tôi cảm thấy tách biệt với mọi người là tôi rất thích đọc sách. Nói đúng hơn là tôi cực kỳ yêu sách. Tôi thích đọc từ Harry Potter, giấy mèn phiêu lưu ký, tâm lý học, từ cách nấu ăn cho tới nhiếp ảnh. Tôi có sở thích chụp thành phố, nó mang cho tôi một cảm giác nhỏ bé trong thành phố rộng lớn mênh mông của những tòa nhà chọc trời. Nó thật khác, khác với nơi sinh ra, một mảnh đất ở miền Trung Việt Nam, nơi mà con bò đi trước cái cày. Mặc dù sách mang đến cho tôi cả thế giới, nhưng đồng thời sách cũng khép tôi lại với cuộc sống. Tôi là người hướng nội, tôi không thích gặp người lạ và tôi cũng chẳng gặp được nhiều người, đặc biệt là những người bạn tầm tuổi của tôi. Sau cùng thì chúng ta chỉ thấy những câu chuyện tình yêu có trong tiểu thuyết và phim ảnh. Tôi đã đọc rất nhiều sách về tình yêu, nhưng sao tôi vẫn độc thân một mình? Tôi cần phải thay đổi. Ý tôi là sau bao nhiêu năm đọc sách mà chẳng được thích sự gì sao? Vì vậy tôi đến quyết định lớn lao của đời mình, đi tìm tình yêu đích thực. Quán cà phê là một không gian lý tưởng, tôi dự định sẽ gặp khá người ở đây. Xem nào, đồng hồ đẹp, có áo đẹp, xong nước hoa. Ok, mọi người bảo những thứ đó sẽ làm tôi được chú ý nhất, và quả thực nó đã có tác dụng này tức thì. Đó, không hẳn là sự chú ý mà tôi muốn nói đến. Ít ra nước hoa của tôi không phải là hàng giả. Điều này càng làm tôi tự tin hơn. Có lẽ tôi nên đến những nơi đông người như thế này nhiều hơn nữa. Tất cả những món ăn này quả thực làm hài lòng chuyên gia ẩm thực khó tính như tôi. Nhưng ngay lúc này nó chẳng thể mang đến gì cho tôi hết. Tôi tự hỏi liệu tôi có ngộ nhận vào nhan sắc của mình hay không. Ngồi đây mà bình luận về ngoại hình của mình chẳng phải là việc nên làm. Tôi phải chủ động hơn trong việc thể hiện tài năng hơn người của mình mới được. Sức khỏe là điều tối quan trọng nhất để thu hút được những cô gái xinh đẹp. Ý tôi là không ai điên mà để yêu một người ốm yếu như tôi cả. Có lẽ trong hợp phương đó. Bóng rổ cũng khóc. Lạnh quá. Cho đến lúc này tôi đã nhận ra tôi chẳng giỏi như tôi tưởng. Chẳng ai đọc sách mà trở nên giỏi cả. Nếu thế thì họ đã thành thánh hết rồi. Nhiệm vụ tình yêu vẫn dậm chân tại chỗ. Có lẽ tôi nên đi tìm lời khuyên của những nhà chuyên môn. Tôi nên gọi cho Thanh, thằng bạn thân duy nhất của tôi. Thật đau lòng khi phải nói ra là nó đẹp trai hơn tôi, và nhờ đó nó có một cô bạn gái rất là xinh xắn. Tôi chết thật rồi. Trước mặt tôi đây là cậu bạn thân nhất của tôi, mới bị bồ đá. Giờ cậu ta khóc còn giỏi hơn cả diễn viên kịch nữa. Còn ai có thể cho tôi câu trả lời nữa chứ? Họ không có câu trả lời nào cả. Cô ấy cũng không có câu trả lời. Tôi cứ nghĩ cô ấy sinh tố phải biết chứ. Dù gì cô ấy bán rất nhiều đường ngọt cho khách hàng. Có thể không có câu trả lời chính xác nào cho tình yêu. Có thể
trong thành phố 8 triệu dân này chẳng có ai dành cho tôi. Có thể tôi phải cam chịu số phận của một chàng trai một sách vậy. Và rồi cô ấy bước tới, nhẹ nhàng như gió thoáng qua, không ồn ào, vội vã. Tôi biết tôi nên phải làm gì. Không ai có thể biết trước được nó sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng nó là một sự khởi đầu cho một chàng trai bình thường, của một cô gái bình thường, có chung sở thích đọc sách